đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo Tiền Nam Net. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 năm 2024 đã xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại dự án nhà máy nghiền xỉ phốt pho xỉ lò cao của Công ty cổ phần sản xuất thương mại Lào Cai, khu công nghiệp Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, khiến hai người thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Tính đến tối ngày 2 tháng 8, đã có thêm một nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Đây là nạn nhân thứ ba tử vong trong vụ tai nạn lao động ở khu công nghiệp Tăng Lỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Nạn nhân được xác định là T.V.T., sinh năm 1986, quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trước nạn nhân T. có hai nạn nhân tử vong là anh P.T.N., sinh năm 1986, quê ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và LVC sinh năm 1989 trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ba người khác bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện gồm TOS sinh năm 1994 trú xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. HVT sinh năm 1989 trú xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. NNT sinh năm 1988 chú tại thị trấn Tăng Lỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vào lúc 13 giờ ngày mùng 2 tháng 8, Cảnh sát quận Tân Bình đang phong tỏa hiện trường, trích xuất camera điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ trên đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy khiến nhiều người thuê trọ hoảng hốt treo thang sắt thoát hiểm, leo qua mái tôn nhà dân để xuống đất. Vào khuya ngày mùng 1 tháng 8, trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 1 tháng 8, người dân phát hiện khói tỏa ra nghi ngút bên trong khu nhà trọ cao 5 tầng nằm tại hẻm 273 Tân Hoàn Đông, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nên hô hoán. Khu vực xảy ra cháy là căn nhà trọ nằm ở mặt tiền tầng trệt cạnh lối ra vào khu trọ cao tầng này, nên mọi người rất hốt hoảng. Nhiều người thuê trọ trên cao đã di chuyển ra phía sau, treo cầu thang sắt thoát hiểm của khu trọ, leo qua mái tôn nhà dân bên cạnh để xuống đất. Cùng lúc này, người dân trong khu vực huy động nhiều bình chữa cháy mini, phối hợp bảo vệ khu trọ, lực lượng chữa cháy địa phương tiến hành phá cửa căn trọ xông vào dập lửa. Đám cháy được lực lượng tại chỗ dập tắt trước khi đội chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu. Một người tham gia chữa cháy nói, thời điểm xảy ra cháy căn trọ đóng cửa, bên trong không có người. Tại hiện trường ngày mùng 2 tháng 8, vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong căn trọ bị thiêu rụi. Chủ thuê căn trọ đã mướn công nhân đến thu dọn những vật dụng, tài sản bị lửa cháy hư hỏng ra phía bên ngoài, đưa lên xe ba gác máy trở đi xử lý. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 đối tượng: Hoàng Anh Hào, Du Sung Ho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Di Ji Hyang, Kim Ji Hoon, Kang Min Chơn, Nguyễn Kim Diễm hay còn gọi là Madam Yến về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhà hàng GNG nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Nhà hàng J&J hoạt động từ ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến nay do các đối tượng Hoàng Anh Hào, Du Sung Ho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Châu Ki Quan làm chủ và trực tiếp điều hành quản lý mọi hoạt động tại cơ sở. Nhà hàng có 30 phòng karaoke hoạt động không phép và chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc. Với việc hứa trả tiền lương và hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo nhiều quản lý người Hàn Quốc và người Việt Nam về làm việc. Nhà hàng có 8 quản lý người Hàn Quốc, 3 má mì quản lý, 2 nhân viên phục vụ và hơn 120 tiếp viên nữ. Để lôi kéo khách, các chủ nhà hàng đã tổ chức đăng video quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Họ đưa ra nhiều gói giải trí hấp dẫn như múa sexy, gái bán hoa 25 đến 4 triệu đồng mỗi lượt tại nhà riêng, trung cư, khách sạn và cam kết an toàn tuyệt đối với các dịch vụ này, nhà hàng RNG được giới ăn chơi nước ngoài xem là thiên đường giải trí, khách du lịch đến Việt Nam đều được gợi ý đến đây để trải nghiệm. Do đó, chỉ trong khoảng 2 tháng kinh doanh, nhà hàng RNG đã thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều mũi trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan và công an quận 1 tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng RNG. Qua kiểm tra, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến việc quản lý của nhà hàng, điều bốn tiếp viên nữ đi phục vụ khách tại chung cư cao cấp trên địa bàn thành phố Thủ Đức và quận Bình Thạnh nên tiến hành kiểm tra hành chính, đồng thời mời các đối tượng liên quan về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, nhóm chủ nhà hàng thừa nhận bật đèn xanh cho các tiếp viên lôi kéo khách thực hiện hành vi quan hệ bất chính. Nguyên tắc chỉ tiếp khách nước ngoài thông qua kiểm tra hộ chiếu được đặt ra là để cảnh sát khó phát hiện sai phạm. Các nhân viên bảo vệ sẽ cảnh giới tuần tra thường xuyên đẩy đuổi những người Việt Nam đến gần nhà hàng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Bùi Tuấn Anh, sinh năm 2001, trú tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi x người và cướp tài sản. Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, người dân phát hiện một nam giới không rõ danh tính đã tử vong trên bãi cỏ cạnh đường thuộc tổ dân phố Vân Cốc 2, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trên cơ thể có nhiều vết thương tích. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với lực lượng chức năng điều tra xác minh. Bước đầu, Công an thị xã Việt Yên xác định nạn nhân là HQH, sinh năm 2004, ở thôn Kép, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã tử vong do có vết thương ở cổ. Anh Hát là công nhân, làm việc tại một khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Việt Yên. Đến khoảng 6 giờ ngày 31 tháng 7, công an thị xã Việt Yên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ nghi phạm gây án. Nghi phạm là Bùi Tuấn Anh, sinh năm 2001, cư trú tại thôn Yên Tập Bến, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, lưu trú tại tổ dân phố Vân Cốc 2, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đã xin đi nhờ xe máy của nạn nhân, sau đó dùng dao khống chế, sát hại nạn nhân và cướp xe máy rời khỏi hiện trường. Hiện phòng cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Tuấn Anh về hành vi người cướp tài sản và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc, một đối tượng đã châm lửa đốt cây xăng khu vực Mã Vòng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Liêu Châu, sinh năm 1995, trú tại tổ 16 Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Tại cơ quan chức năng, Châu khai nhận Trước đó, khoảng 13 giờ 25 phút ngày 30 tháng 7, Châu đi xe máy biển số 79L29155 đi mua 5 lít xăng về khu vực khóm máy nước, phường Phước Tân để chiết ra chai. Sau đó, Châu lái xe máy lòng vòng. Đến trước căn nhà trên đường Lý Tự Trọng, Châu ném một chai xăng đã châm lửa vào bên trong và cửa cuốn một trụ sở khác cạnh đó gây cháy tường. Chưa dừng lại, Châu tiếp tục đi xe máy vào khu vực cây xăng số 02, công ty xăng dầu Phú Khánh, Petrolimax Khánh Hòa, thường được gọi là cây xăng mã vòng. Châu dừng xe, cầm chai nhựa chứa xăng tưới xuống đất, châm lửa đốt, đám cháy bùng nhanh, bao phủ khiến trụ đổ xăng số 5 cháy đen. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại, còn Châu bỏ trốn khỏi hiện trường nhận tin báo công an thành phố nha trang lập tức ghi nhận hiện trường và truy lùng khống chế châu khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn lúc này nghi can bị bỏng ở hai chân được cảnh sát chuyển tới bệnh viện cấp cứu băng bó rồi đưa về trụ sở tiếp tục điều tra tại cơ quan công an châu khai nhận nghiện ngập ma túy nặng đồng thời buôn chuyện gia đình và thường xuyên cãi nhau với cha mẹ hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!